Hello, chào mừng tất cả các bạn đến với channel YouTube Tô Bảo Vẽ Tranh này của mình. Và tranh ngày hôm nay chúng ta sẽ tô màu là về nhân vật Among Us đang đậu một bóng bay nha. Và bây giờ thì tô màu sẽ đi trong tranh này. Và nhân vật Among Us này thì sẽ được về sử dụng màu tím này nha. Mà
những video tiếp theo trên kênh YouTube của mình. Cảm ơn.